Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Maria lên đường vội vã đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elizabeth. Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kiêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Thật là một điều kỳ diệu.
một điều trọng đại đối với giáo xứ Kim Bảo chúng con. Ngày mai chúng con sẽ đón nhận sắc phong lên xứ. Chúng con sẽ vượt qua một giai đoạn mới để tiến tới một đời sống tốt đẹp hơn. Tất cả những điều ấy chúng con cảm nhận lại với biết bao nhiêu hồng ân Chúa đã ban xuống trên giáo xứ chúng con. Giây phút thiêng liêng ngắn ngủi này, chúng con xin phó thác giáo xứ chúng con trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa chúc lành, thánh hóa, gìn giữ và dẫn dắt giáo xứ chúng con, để chúng con luôn sống xứng đáng với một cái tên mới, đó là cái tên giáo xứ Kim Bảo. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Benedicto Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin của Người mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của Người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Sơn mình ở đây Chúa, trong đi tình yêu màu thiên vời, dậy nghi lễ cô xưa thay đổi. Đây chính là nghi lần lễ mới, vinh phong vương ngôi vườn hàng năm. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Chúa, để chúng con tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết niệm một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Thank you.
những lời tạ ơn từ biển nước mênh mông ngày cất lên vũ trụ huy hoàng. Dâng lên những lời tạ ơn, dâng lên những lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã thương xem chúng con như là dân riêng. Cánh tay Ngài con nằm một tận giữ gìn, trọn đời xin yêu mến cây tin. Ngài dựng nên sinh linh và đã cho nhân loại sống bình. Dâng lên những lời tạ ơn, dâng lên những lời tạ ơn. Để giải nỗi oan khiên, Ngài đã cho con một xuống trần. Dâng lên những lời tạ ơn, dâng lên những lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã thương xem chúng con như là dân thiên. Cánh tay Ngài tháng năm vô tận giữ gìn, trọn đời xin yêu mến cây tin. Nội dung và tâm tình của đêm văn nghệ hôm nay, xin cộng đoàn chúng ta cùng với chúng con tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao những việc kỳ diệu Người đã làm đối với giáo xứ Kim Bảo chúng ta. Vâng, đó là ngày Đức Cha Giuse bề trên giáo phận Hải Phòng, và quý cha, quý khách gần xa sẽ về đây dâng thánh lễ tạ ơn và trao thành lập giáo xứ, để Kim Bảo từ nay sẽ chính thức được nâng lên với tên gọi giáo xứ Kim Bảo. Đến với đêm quan ca ngợi ca tình Chúa của chúng con hôm nay, chúng con rất vui mừng chào đón sự hiện diện của trai xứ, quý ban chánh chương, ban hành giáo, các ca đoàn bạn và toàn thể cộng đoàn. Đặc biệt có sự góp mặt của ban chấp hành liên chi đoàn xã Duy Tân. Giờ đây, con xin trân trọng kính mời trai xứ lên khai mạc đêm hoan ca ngợi ca tình Chúa ngày hôm nay. Con xin kính mời cha. Vâng, kính thưa quý khách, quý cụ ông bà và anh chị em,
Đối với niềm tin người Công giáo, mỗi một biến cố dù lớn nhỏ trong cuộc đời đều tin và phó thác vào tình thương của Thiên Chúa, và biến cố ấy đã được ghi đậm dấu ấn tình yêu của Ngài. Vì vậy, với biến cố giáo xứ Kim Bảo, giáo họ Kim Bảo được nâng lên hàng giáo xứ là một nốt son trong lịch sử giáo xứ Kim Bảo và một biến cố trọng đại đối với giáo xứ Kim Bảo, thì biến cố ấy lại là một hồng ân Chúa Đấng Toàn Năng đã làm cho chúng ta biết bao điều cao cả, và đặc biệt làm cho giáo xứ Kim Bảo ngày hôm nay một điều cao cả vĩ đại, đó là Đức cha Giuse, giám mục giáo phận Hải Phòng, đã nâng giáo họ Kim Bảo lên hàng giáo xứ Kim Bảo. Vậy thì điều đó tại sao chúng ta không tạ ơn Thiên Chúa? Vì vậy, kính thưa quý cụ ông bà và anh chị em, giáo xứ Kim Bảo mấy ngày hôm nay dồn dập niềm tin, dồn dập niềm hoan lạc, niềm vui để chúng ta đón mừng biến cố trọng đại, đó là ngày mai thánh lễ tạ ơn để toàn thể cộng đoàn chúng ta, giáo xứ chúng ta đón nhận xác thành lập giáo xứ trong ngày mai. Vì vậy, đêm hôm nay chúng ta cùng nhau tổ chức đêm hoan ca với chủ đề ngợi ca tình Chúa. Chúng ta dâng lên Chúa những bài ca, những vũ điệu, để rồi mỗi người chúng ta hãy đặt tâm hồn vào đó để chúng ta cùng ngợi ca tình Chúa với biết bao nhiêu điều kỳ diệu Chúa đã làm cho giáo xứ chúng ta. Vì vậy, với tư cách là cha xứ, tôi xin long trọng công bố khai mạc đêm hoan ca ngợi ca tình Chúa mừng tân xứ Kim Bảo bắt đầu. Vâng, chúng con xin chân thành cảm ơn cha xứ. Kính thưa quý cộng đoàn, lịch sử của giáo xứ Kim Bảo chúng ta đã trải qua biết bao sóng gió, nhưng Thiên Chúa là cha yêu thương luôn chiếu trên chúng ta bằng ánh sáng vô biên của Ngài. Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta vượt qua muôn trùng sóng gió để hướng tới một cuộc sống và bình an. Tâm tình ấy sẽ được biểu diễn qua màn múa đồng diễn ánh sáng của Ngài, qua sự biểu diễn của các em lớp giáo lý cấp 2 và các bạn ca đoàn Fatima. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng thưởng thức. Hãy subscribe.
soi dọi bước đường đời con đi. Dù gian lao nguy cơ, dù bão táp phong ba, dù chập trùng gian khổ, con sẵn sàng vượt qua. Chúa yêu con luôn tươi khắp nẻo đường thế gian. Chúa yêu con đi mãi qua biển rộng trời cao. Đời con đi theo Chúa ngập mạnh sáng yêu thương. Trọn đời con chung tiến trong hai tiếng xin vâng. Đường con đi theo Chúa. Thiên Chúa thật cao vời, con người không thể đền đáp cho xứng được. Chỉ biết cố gắng dấn thân hết lòng phụng sự Chúa bằng cách sống yêu thương. Tình yêu ấy sẽ được thể hiện qua bài Tình Chúa cao vời do anh Duy Nghĩa và đoàn Fatima thể hiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kề bên cùng Phật chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền hoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điều hoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Và dâng lên những người mẹ tâm tình yêu mến tri ân
qua vũ điệu Mẹ Hiền Yêu Dấu. Xin mời quý phòng đoàn chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
Tiếng to
chân lý
và kỳ diệu qua điều vũ điệu tình yêu nhiệm màu với sự thể hiện của các em giáo lớp giáo lý Kim Bảo. Vì vậy, biết bao nhiêu người đã dấn thân theo Chúa, biết bao nhiêu giới trẻ đã chọn Ngài là thần tượng vĩnh cửu cho riêng mình. Vì thế, cũng như Thánh Phêrô, chúng ta luôn tuyên xưng rằng: bỏ Ngài, con biết theo ai. Xin cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin vào Chúa qua giọng hát của nam ca sĩ Thanh Nghị đến từ ca đoàn An Khánh với ca khúc Bỏ Ngài, con biết theo ai. Người từ hướng đông, người từ hướng tây, người dù xa
chẳng hay ra màu. Nếu có chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng để chia sẻ hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Người thời trước, người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thường. Trở nên ánh sáng giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Tạ ơn Chúa đã cho bạn niềm tin giao hòa nhân với trời. Tạ ơn Chúa đã cho bạn tình yêu kết hiệp người với người. Tạ ơn Chúa đã cho bạn niềm tin giao hòa nhân với trời. Tạ ơn Chúa rasa sayangi, lihat ambon.
Để khi nằm giấu, người Kitô đôi hữu biểu hiện đức tin của mình và tôn vinh tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, đứng mình yêu mến và tôn thờ. Đồng thời, khi nằm giấu chúng ta xin ơn Thánh Hóa để Thiên Chúa luôn đồng hành nâng đỡ, hướng chúng ta bước đi trong ánh sáng lời Chúa, xây dựng một cuộc sống tràn đầy yêu thương như Thánh Chúa Giê-xu đã dạy. Giờ đây, mời cộng đoàn suy niệm ý nghĩa của việc làm dấu Thánh Giá qua việc qua điệu múa làm dấu của ca đoàn Fatima. Con làm dấu hân hoan tạ ơn khi cô
con luôn hướng lòng lên Chúa. Cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và những di sản đức tin cao quý của cha ông để lại. Tuy vậy, để có được di sản ấy, ngày xưa cha ông chúng ta đã phải xây đắp với biết bao nhọc nhằn và hy sinh, nhất là biết bao thế hệ cha ông chúng ta đã phải đổ máu đào, đổ ra bảo vệ xây dựng gia sản đức tin ấy. Đó chính là những nhân chứng anh dũng cho các thánh tử đạo Việt Nam. Giờ đây, trong tâm tình tri ân, ngưỡng mộ và yêu mến, chúng ta hãy cùng ngược dòng lịch sử để chiêm ngắm một đức tận, một đức tá đức tin anh dũng qua vở kịch Thánh tử đạo Tô Ma Thiện do các cậu lễ sinh đến từ giáo xứ Yên Trì biểu diễn. Vào một buổi sáng mùa thu năm 1838, trên con đường từ Quảng Bình tới Quảng Trì, người ta đã thấy một chàng trai trẻ trạc tuổi 18, dáng dấp nho nhã thư sinh, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, vai mang tay nải hăm hở tiến về phía chủng viện Vi Loan. Đó là Tô Ma Trần Văn Thiền, người làng Trung Quán, Quảng Bình. Chàng được gọi về tu học tại chủng viện Vi Loan. Dẫu biết rằng bao gian nan nguy hiểm bách hại chàng đang chờ ở đó, nhưng lòng khao khát được học biết Chúa hơn, được hiến thân vì Chúa đã thúc bách chàng cương quyết tiến lên. Mỏ đâu? Dạ, dạ, phụ tránh gọi con cái gì đấy ạ? Cấp trên có lời. Lệnh gì hả cụ? Lệnh cấm đạo chứ còn lệnh gì nữa. Cụ báu mày đi rào để cho dân chúng biết mà tránh nghe không? Dạ, còn cụ tránh, cụ báu con đi rào mà cụ chẳng báu con rào cái gì thì con biết rào cái phải gió thế nào cụ? Thằng này, cụ mày chưa nói hết câu thì mày đã nghe đây. Chiềng làng chiềng dạ, ấy thượng hạ tây đông. Thằng này mày làm cái trò gì đấy hả? Dạ, bóng cụ bố con đi giao mà cụ chẳng có giấy con tờ thì con nhớ sao nữa, cho nên con kèm nghĩ ra cách là nhồi nó vào trong này, để khi con đi giao thì nhồi cái của cụ nó sẽ phọt ra đấy ạ. Thằng này thế mà khá lắm. Rồi tiếp tục, đứa nào nghe ông thì không phải chết. Cái thằng này mày túm nhẹ nhẹ chứ vẹo cả mồm cụ mày rồi đây này. Dạ, để con túm nhẹ. Cứ túm nó nhẹ nhẹ thôi, cụ cũng sướng mà mày cũng đỡ vất vả. Rồi tiếp tục, đứa nào mất nét trong lãnh nhà vua, trong lãnh nhà vua này theo đạo Gia Tô chuyển đánh cho trưởng bằng không thì phải chết. Không phải chết đâu chứ. Đây, dạ bấm cụ xong chưa? Xong rồi, mau đi giao đi. Dạ bấm cụ con đi giao. Trường làng trường chạy, ấy thừa hà tây đông, đứa nào nghe ông thì
chống lại nhà vua, theo đạo nhà vua, truyền đánh tất chùa, bằng không thì phải chết. Loa 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 loa. Dạ bẩm cô tránh, con đã rào xương cả họng, ít phòng cả mũi, cái mặt lồi cả mắt. Thế vậy mà cái lũ dân đen này nó cũng phải của phải bảo, mà làm sao nó cứ theo cái đạo đấy à? Dạ bẩm cụ, con còn nghe nói trong cái làng này còn có một cái lò đào tạo đạo trưởng, còn có một tên lấy tên là đạo trưởng Kim đấy à. À chà chà, lệ đâu? Dạ lập tức bao vây làng Di Loan, bắt bằng được tên đạo trưởng Kim cho ta. Nhớ là không được để kẻ nào trốn thoát, nghe không? Con lại đỡ cụ vào con. Tôi cứ chữa, hóa ra ông thôi đi ăn kia, tôi đi ăn này. Này tên kia, ngươi đến đây làm gì hả? Chân tay của tên đạo chứng kiến phải không? Đúng, tôi đến đây tìm thầy Hồng Đào. Ông Đào không bắt? Tôi chỉ Hồng Đào, chỉ có làm gì nên tôi? Bọn tao không biết, bọn tao chỉ biết thi hành mệnh lệnh cấp trên. Đi. Dạ thưa cụ tránh, không thấy tên Kim nhưng chúng con đã bắt được chân tay của chúng đấy ạ. Con nghe nói tên này đến học làm đạo trưởng đạo thứa gì đấy ạ. Được, rước cổ nó ra đây cho ta. Chồng bảnh trai thế kia mà đòi đi tù, thật phi một đời, thật ngốc quá còn ạ. Này tên kia. Dạ tôi đây. Ngươi tên là gì hả? Thưa cụ tránh, tôi tên Trần Văn Thiện. Tôi quê Trung Quán Quảng Bình, đến tìm biết đấng sinh linh tôi thờ. Bấy lâu tôi vẫn mong chờ, một đời dâng hiến phụng thờ Chúa trên. Tôi hằng mong ước liên liên, trở nên mục tử chăn chiên tốt lành. Này tên kia. Dạ tôi đây. Ngươi biết là ngươi phạm tội gì không hả? Tôi chẳng phạm tội chi, cả tôi chỉ đến tìm thầy học đạo để phụng sự Thiên Chúa. Đấng được lên tôi, đấng này tôi biết sống thánh thiện, tôi xét thấy chẳng có gì đáng tội cả. Ngươi có biết tiếp theo là chống lại lệnh của Hoàng thượng đã ban là phạm tội phản quốc không hả? Cho dù là lệnh triều đình nhưng tôi không thể không tôn thờ Thiên Chúa của tôi. À, thằng này láo, mày dám láo với cô mẹ. Được, cô mẹ sắp giái mày lên quan tỉnh, cho mày biết thế nào là đạo chúa của mày. Lệ đâu? Dạ. Giải lên quân tỉnh cho ta. Dạ. Chạy. Đi sao? Đi. Thế là Tô Ma Thiện bị giải lên quan tỉnh Quảng Trị. Dọc đường chàng bị đánh đập nhục mạ, bị hành hạ đủ hình. Khuôn mặt thư sinh khôi ngô tuấn tú giờ đây đâu còn nữa, nhưng lòng yêu mến trung trinh với Chúa càng son thắm đậm đà. Đi nhảy. Ở này chú mày, chú mày đưa nó đến trước Dinh Quan. Ơ thì phải bắt nó nửa đứng nửa ngồi chứ ạ. Ai lại để nó đứng như thế là thật lễ đâu nghe không? Nửa đứng nửa ngồi, nửa đứng nửa ngồi là thế nào không anh? Úi giời, ý thật quá con ạ. Con thế mà cũng không hiểu. Nửa đứng nửa ngồi có nghĩa là quỳ. Quỳ còn cái gì nữa? Này chánh tổng, vụ việc ra sao? Mau bẩm rõ ta nghe sự thể. Dạ bẩm quan lớn, trong khi thi hành sắc chỉ của Hoàng thượng là cấm bọn dân đen theo tả đạo và tru diệt bọn cố đạo, con đã bắt được tên Thiện này là tay chân của tên đạo trưởng Kim.
còn tên đạo trưởng Kim thì đã tẩu thoát. Được, sự thể ta đã rõ. Này chú Thiện, ta đã rõ mọi chuyện về chú. Trẻ trung thế này, tội gì mà đi tu cho nó khổ. Đừng nghe cái bọn đạo trưởng mê hoặc mà làm chuyện phản quốc. Thôi, bỏ đạo đi con ạ. Tuổi con còn trẻ, lại có nhiều triển vọng. Con phải biết nhìn xa trông rộng để hướng tới một tương lai tươi sáng nghe con. Nếu con bỏ đạo, ta sẽ trọng thưởng cho con và ta sẽ nhận con làm con rể của ta. Tôi chỉ mong vinh quang trên trời chứ đâu có thiết gì quyền chức trần thế này. Úi trời ơi, cơ hội ngàn năm có một đây chú em ạ. Đến anh bé theo hầu cũng nhấn một cả mấy đôi quốc mộc. Thế mà chửa thầy cụ nhớ nổi hề tới. Thôi suy lại đi chú em ạ. Thế đâu? Dạ dạ bảm bất quan đây ạ. Việc này ta giao cho ngươi thuyết phục hắn để cho hắn bỏ đạo. Và lại ta cũng muốn hắn làm con rể của ta. Vì không lẽ là một mệnh quan của triều đình mà lại gả con gái cho một thằng theo tà đạo thì còn mặt mũi nào với thánh thượng? Dạ dạ chẳng những mất mặt mà còn mất cả mũi nhá con ạ. Mấy cái còn mất cả miếng đấy ạ. Vì thế người hãy làm cho thật tốt, xong việc ta sẽ trọng thưởng. Dạ 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 còn mất cả thưởng nữa con ạ. Dạ dạ việc này ngày khó ấy phải luôn. Ngày cứ để con lo luôn. Mượn thưởng từ đầu tới chân mà từ chân lên tới đầu. Thế nào hắn cũng sẽ đủ ít thôi ạ. Được, khá lắm. Trời ơi, khốn nạn cho em quá bà con ơi. Em cứ tưởng bỏ là em vỡ, được bà. Vỡ phải nghe kỹ thằng ngang, không sao mà thuyết phục. Ơi em khốn ơi, em khốn mép lên tùng tục. Ê, thế mà hắn chẳng chịu thôi. Em lại cho anh nhớ nhờ em hứa cùng cụ nhớ. Ở phen này thì khốn nạn cho em đây. Mày còn khốn nạn? Thôi em hãy ngồi đây em bày trò em ức phó. Làm cái gì mà ngồi ra thử không ấy? Cái thằng phải đó này. Mày làm mình giật hết cả hồn. Anh bé đỗ cả ruột ra đấy. Chuyện gì thế hả ông ấy? Qua chuyện gì nữa? À này chú mày, chú mày thấy cái vụ vừa rồi nó thế nào? Ừ, tiểu thư nhà mình lát nó cành vàng. Ây thế mà quan lại định gả cho cái tên tà đạo ở dưới đâu đó thở. Thật không ra làm sao cả. Không đáng là một mệnh quan triều đình. Theo tối là cứ chết về ông chuyện. Cái thằng này, mày khứ cái mày đấy à? Chết chết, em luôn ra. Ừ, có thể chứ. Anh mày lại tưởng là mày khứ cái mày thì bỏ mẹ đấy chứ chả. Ừ, kể ra tiểu thư nhà mình cũng kìa đấy. Ơ đẹp như cô tiên. Ơ ít duyên nhiều nợ. Ơ nhiều nợ. Ơ quay hợp vệ sinh. Ơ vệ sinh ở đâu đây? Ơ đẹp mã đẹp hình. Dáng đi là lướt lướt. Ôi ôi dáng đi là lướt. Dáng đi lướt lướt. Này ông anh cười gì thế hả? Thôi thôi chú mày đừng có vờ bị nữa. Anh mà chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt của chú mày là anh đã biết được tổng 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 cả cái con lòng của chú mày rồi nhá. Chú mày là chú mày định thử nó để chú mày làm quan rể quan nhé. Ôi chết chết, ông khinh anh khẽ khẽ cái mồm người ta nghe thấy. À, loại cái đuôi ra rồi nhá, lấy lên gấu nhá. Gớm, muốn làm quan rể quan thì cứ nói làm sao rồi giấu giấu một chút chút. Thực tình thì tôi cũng nhưng biết làm sao được. Thôi, chăm sự nhớ ông anh giúp cho. Thôi thôi, hiểu rồi. Chú mày vào đưa tay Thiện ra đây để anh hỏi ý kiến nó xem thế nào. Nếu nó không đồng ý thì anh ấy còn liệu bổ với cụ nhớ phần của chú mày. Dạ, em đi ngay ạ. Đúng là cái đồ quan nhà lính tính nhà quan mắc phải đòi chui vào mâm son mới đẻo chứ gì. Đến anh ấy còn chửa dám nữa là thế nào chú em hiểu ý quan hả? Tôi đã nói tôi không màng chi đến vinh hoa phú quý trần tục, tôi chỉ muốn vinh quang trên trời. Úi giời ơi, cong ngoe rồi cụ Nhớn ơi. Tiểu thư nhà mình lá ngọc cành vàng, ấy thế mà hắn cũng không màng gì hết. Dẫu có phải tội chết thì con cũng đành trả hắn cho quan thôi. Ơ về mối này hết cách rồi. Trông lùi lùi thế kia rồi làm bà mối. Dẫu biết rằng tiểu thư nhà mình đứng ngồi nhấp nhổ thì con cũng đành chịu thôi. Ở này chú mày. Thế là ông anh.
nó không chịu đồng ý thì chúng mày xuống qua được một gì nữa. Thôi, đi vào quầy cô nhớ ra đây để cô giải quyết. Dạ, em đi ngay ạ. Đông là cái đồ già lừa nè, sao không muốn lại muốn chết. Phe này à, cứ phải đánh chung, quay em mới làm cái đồ ý. Dạ, dạ, bà cô nhớ, con đã dùng hết cách rồi ạ. Âm mạng cô, âm nhạc cũng có. Anh thế mà cứ cho thủ địa ra, không chịu đồng ý đâu ạ. Người thật là kẻ ngu muội, người đã phụ lòng bao dung của ta. Được, ta sẽ cho ngươi biết này, lý hiểu. Cô chủ ạ, chuyển đánh 40 roi. Tuân lệnh. Nhớ là phải đánh cho đủ đấy nhá, cầm thiếu, nhưng thừa nhiều nhiều thì càng tốt. 1, 2, 5, 17, 21, 18, nhầm xin lỗi nhá, 3, 7, 39, 40. Thôi, đủ rồi. Anh cái thằng lời tôi anh đủ rồi, không thừa vài cái đấy. Thế nào, ngươi chịu đổi ý chưa hả? Không cần nào, tôi lại đem con tim tôi trao hiến cho người khác ngoài Thiên Chúa. À, được, khá lắm, lính đầu. Đóng gông vào cổ hắn rồi tống cho ta. Tôi lại. Lính đầu. Vâng thưa ạ. Người đem bản cáo trạng này tấu trình lên hoàng thượng cho ta. Tuân lệnh. Thế là bản án Tô Ma Thiện được cấp tốc gửi về kinh đô, bị giam trong ngục, chàng luôn nóng lòng chờ đợi muốn được sớm tử đạo, được kết hợp với Chúa muôn đời. Chàng cũng viết thư về gia đình vĩnh biệt cha mẹ, họ hàng và khuyết mọi người trung thành giữ vững đức tin. Và rồi niềm mong ước của Tô Ma Thiện đã được Chúa chấp nhận. Nhà vua đã gửi chiếu chỉ về cho quan sở tại. Thăng đường! Đưa tử tội ra đây. Đi. Hoàng thượng giáng chế. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng tên thiền mình đây hoặc theo đạo ra tu, dầu bị tra tấn cũng không chịu bỏ đạo. Ngay chấm giá trị, tên thiền phải lãnh án xử giáo để làm gương cho dân chúng. Công thử ta. Này tên kia, ngươi đã phạm tội khi quân chống lại triều đình. Mặc dù ta đã khoan hồng cho ngươi, nhưng ngươi đã phụ lòng tốt của ta. Này theo thánh chỉ, ngươi phải chịu tội xử giáo để làm gương cho dân chúng. Dạ bẩm quan lớn, trong khi trước khi tụ án, các tử tội được hưởng ân điển của hoàng thượng là được ăn một bữa theo thói quen dành cho các tử tội. Xin quan lớn minh xét. Được, cho hắn ăn. Dạ, quá chưa em ạ. Vừa được làm quan lưỡi quan, lại vừa không phải chết, thế mà không chịu. Anh thương chú mày quá, nhưng biết sao được. Thôi, con đi rồi, về lấy chúa của chú mày. Cảm ơn anh. Tôi không dùng thức ăn này, nhưng tôi muốn dự tiệc trọng đại trên thiên đường. Lạy Chúa, dù con chưa một ngày được sống trong chủng viện, nhưng lòng con đã thuộc về nhà Chúa từ lâu rồi. Bầu nhiệt huyết chủng sinh đã thúc bách con chịu khổ vì Chúa. Xin thêm sức cho con để con có thể vượt qua cơn thử thách cuối cùng này. Xin Chúa tha thứ cho những người mê lầm bách hại đạo Chúa. Trong ngày con xin phó thác hồn con. Amen. Giờ hành hình bắt đầu.
Ôi đẹp thay con tim đầy khát vọng, đã trở nên một hiến tế vì yêu. Khuôn không chịu tầm thường nhưng đời thú chẳng khi nào khuất phục, luôn can trường giữa muôn ngàn khổ nhục. Gương trung trinh nay biết sống thanh cao dù cám dỗ răng đầy. Tô Ma Thiện mời gọi ta. Của chúng con tới đây là kết thúc ạ. Nhưng chưa kết thúc ạ. Ồ. Dạ, chúng ta còn phải noi gương và học tập Thánh Tô Ma Thiện hôm nay đến mãi mãi. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cùng tung hô các thánh tử đạo Việt Nam tri ân tổ tiên chúng ta đã gieo rắc vun trồng bảo vệ niềm tin cho chúng ta. Hôm nay chúng ta được thừa hưởng niềm tin và di sản lớn lao ấy là nhờ sự hy sinh của công sức của cha ông. Ngày hôm nay giáo xứ Kim Bảo chúng ta được thay ra đổi thịt. Kính thưa cộng đoàn, vũ điệu Con Đường Giêsu của các cậu nữ sinh liên xứ Kim Bảo Mỹ Động sắp được trình diễn sau đây sẽ là một lời tuyên xưng đức tin để dấn thân theo con đường phục vụ của Chúa. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng thưởng thức.
yêu thương cho ta gặp nhau cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau để không còn xa nhau. Sống gần nhau và sống vì nhau giúp nhau qua khổ đau. Đường mai theo Giê-xu ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong Giê-xu bên nhau. Để mỗi người chúng ta được mời gọi hãy trở nên hình bóng yêu thương của Chúa, làm cho tình yêu của Chúa lớn lên giữa cuộc sống hôm nay. Một lần nữa chúng ta hãy gặp lại vũ đoàn Thiên Phú của giáo sĩ Huy Động với vũ điệu Để Con Nên Hình Bóng Của Ngài. Thank you.
xin đỡ đông đời con, từng ngày xin đồng hành với con Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương Ngài, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chung mình đỡ nắng dịu dàng, để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nóng đời tha thứ giống đời yêu mến. Chúa con về một lối gieo tình yêu mới đắm say lòng người, để con như là tấm gương vạn chiếu bóng hình Chúa tình thương, rồi đời con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương tràn hòa niềm
Vâng, xin cảm ơn những cô gái đến từ ca đoàn Mỹ Động. Để tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với điệu múa đang được rất được chờ đợi ngày hôm nay, đó là điệu múa nổi lửa lên của các mẹ hội Monica. Xin cộng đoàn chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón các mẹ ạ. Đêm hôm qua mừng tân sứ Kim Bảo của chúng ta đến đây là kết thúc. Và ngay sau đây chúng ta đến với phần 2 của chương trình tối hôm nay ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Trung Thu.
đêm Quan Ca ngợi ca Tình Chúa ngày hôm nay, đặc biệt là hôm nay có sự hiện diện của bên đoàn xã đã đến cùng giao lưu và chia vui với chúng ta. Chúng ta một tràng vỗ tay để cảm ơn bên đoàn xã. Và đặc biệt hơn nữa thì cảm ơn ban nhạc Sao Mai ngày hôm nay đã tài trợ cho giáo xứ tất cả chương trình loa đài ngày hôm nay. Và nhất là cảm ơn ai các em? Cảm ơn tất cả các đội văn nghệ biểu diễn rất là xuất sắc trong ngày hôm nay. Chúng ta một tràng vỗ tay. Từ Yên Trì đến Mỹ Đồng và vào Kim Bào, tất cả những tiết mục đều đem đến niềm vui, nhất là tình yêu thương của Thiên Chúa và tình yêu thương của con người đến với nhau. Chúng ta một tràng pháo tay nữa để tất cả, cảm ơn tất cả. Và giờ đây thì đến giây phút há cố. Kim Bảo ngày hôm nay. Đặc biệt chúng con xin tri ân cha xứ, ban thánh chương, ban hành giáo nhà xứ Kim Bảo và tất cả những ai đã góp phần tổ chức cho chúng con một đêm hoan ca đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Chúng con xin kính chúc cha xứ, ban thánh chương, ban hành giáo quý khách, quý cộng đoàn luôn hạnh phúc.